Xin chào các bạn, mời các bạn đến công viên Hoàng Văn Thụ để nghe các cặp đôi hát thi nhé. Phía bên này có một quán chè, chè Đỗ Đen. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang xem các cặp đôi hát thi này. Chị bán chè rất xinh nhưng mà chị che mặt rồi. Anh chị em ra đi hội nhớ ăn chè giúp chị nhé. Cốc chè tám. Đây có cô đang ăn gì à? Cô đang ăn gì à? Cốc chè 10.000 nhưng mà nếu mà người quen bán 9.500 thôi. Làm ngon lắm mà đẹp. Anh đi băng dính gì nhỉ? Hả? Cái tin này đi băng dính gì nhỉ? Đây là hai chị gái xinh tươi đến từ Quảng Lạc nhỉ? Quảng Lạc đúng không? Chị bên ngoài xinh tươi nhất đấy, chị cười tươi ấy là tên là chị Bay nhá. Còn hai anh trai kia là Hoa Cư. Hai chị gái xinh quá. Nhà nữ bơ nà tang a du ni ba
phát phu tam ma hầu la tam ma ya ta thi con anh ai ơi non lòng ya cha kỳ la tinh đại ơi diệu đại đi Sama
tua cô sen kê ai nhà cha ta tiểu lô lô nhà tiểu la lô cây la phù đại ư thơ là mi đại ư nhà tiên nhi ai nhà cô mơ mỗi cô a chi ngư cô ai nhà tiên mi thong cư nâu le chi cư nô cao lư của mẹ ta người trong ba nhà chính ta là ca nhói ư chưa là ca liêu nư ai nhà ta cứ ta đây á tiêu bé chú thong ma la vi bé la ya tam ta ba chen chi u tam ba chen chi u ya sa mu ya na tu ca da chu u chung sa được rồi, máy câu nó được à? Hả?
đứng dậy nhanh nhất chị. Cùng nhau đứng dậy à? Chuẩn bị chia tay rồi á? Các anh chị đứng dậy rồi các bạn ơi. Thế là các anh chị đã đứng dậy chia tay rồi các bạn ạ. Video sẽ tạm dừng đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem những cặp đôi khác. Tạm biệt các bạn.